Thưa quý vị, ngành giáo dục Đà Nẵng đang lên phương án cho học sinh trở lại trường khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang từng bước được kiểm soát. Hiện nay thì các trường học đang chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cũng như là lên phương án phòng chống COVID-19, sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày qua, các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng dọn vệ sinh để đón học sinh trở lại trường học trực tiếp. Sau một thời gian dài nghỉ học vì dịch COVID-19, đến nay, hầu hết các giáo viên đang ở ngoài thành phố đã trở lại thành phố Đà Nẵng, sẵn sàng cho việc dạy học trong thời gian tới. Khi mà được tin là của ban giám hiệu là tới trường để dọn dẹp vệ sinh để đi học lại, là nói thiệt là tâm trạng em là rất là vui, phấn khởi. Là những ngày qua là giáo viên trường em làm việc nhiệt tình lắm để chào đón năm học mới. Hiện nay, các trường học trên địa bàn thành phố được trưng dụng làm khu cách ly đã được bàn giao về cho nhà trường để vệ sinh khử khuẩn. Các trường cũng chuẩn bị một lượng lớn nước rửa tay, đảm bảo đủ nhiệt kế điện tử để kiểm tra thân nhiệt cho học sinh và giáo viên. Ngoài đảm bảo vệ sinh cơ sở vật chất trường, trong các lớp học, nhà trường còn phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để theo dõi, quản lý, chăm sóc con em mình. Hiện nay, toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine. Nhà trường cũng tiến hành tổng dọn vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ đồ dùng bán trú, đồ dùng cá nhân của trẻ, đồ chơi. Thường xuyên phối hợp với phụ huynh học sinh để nắm bắt tình hình của trẻ và cũng tuyên truyền cùng chung tay để mà phòng chống dịch với nhà trường. Tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, ngoài giáo viên, các lớp học còn cử đại diện phụ huynh tham gia vào công việc tổng dọn vệ sinh trường lớp. Hiện nhà trường đang rà soát lại cơ sở vật chất, kiểm tra bổ sung bàn ghế theo sĩ số lớp, thay thế hết các thiết bị điện hoặc trong lớp và tại các nhà vệ sinh. Nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón học sinh trở về trường. Trong cái thời gian học sinh nghỉ thì cũng đã tổ chức triển khai các việc mà lắp đặt đầy đủ các cái trang thiết bị dạy học như là sửa chữa, mua sắm thêm TV, máy tính, bàn ghế đầy đủ 100%. Số lượng giáo viên được tiêm vaccine là 90%, 2 mũi. Bên cạnh đó thì giáo viên ngoại tỉnh thì trường chúng tôi chỉ có 3 giáo viên ngoại tỉnh và cũng đã về địa phương an toàn. Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ cán bộ giáo viên tiêm một mũi vaccine đạt hơn 90%, tỷ lệ cán bộ giáo viên tiêm 2 mũi vaccine đạt gần 40%. Đến nay, phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp vẫn đang được cân nhắc cẩn trọng. Ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để đưa ra phương án tối ưu trên Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.